Ý các ông thế nào, hai tiếng vang này có thể nghe lẫn nhau và biết lẫn nhau không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức không, Thiện Hiện bảo, đúng vậy các thiên tử, tất cả pháp đều như tiếng vang, này ở trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, người nói, người nghe và người có thể hiểu đều bất khả đắc. Này các thiên tử, như nhà ảo thuật tài giỏi hoặc đệ tử người ấy ở ngã tư đường, ảo thuật làm bốn chúng và đức Như Lai ứng chánh đẳng giác. Như Lai ứng chánh đẳng giác do ảo thuật biến hóa, thuyết giảng chánh pháp cho bốn chúng do ảo thuật biến hóa. Ý các ông thế nào, trong đây có thật có người nói, người nghe và người có thể hiểu không? Các thiên tử đáp, bạch đại đức không, Thiện Hiện bảo, đúng vậy các thiên tử, tất cả pháp đều như huyễn, nay ở trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, người nói, người nghe và người có thể hiểu đều bất khả đắc. Này các thiên tử, do nhân duyên này, tôi từng ở trong nghĩa tương ưng với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này, không nói một chữ, các ông cũng không nghe thì hiểu chỗ nào. Hết quyển thứ 425.